nếu chúng ta là đối tác chiến lược của Mỹ thì liệu có tốt không? Trước đây cũng có một lần chúng ta được đề xuất để cho Mỹ thuê cảng Cam Ranh, cảng quân sự Cam Ranh. Tại sao chúng ta không cho thuê? Nếu chúng ta là đối tác chiến lược sâu rộng hơn của Trung Quốc và dựa hẳn về phía Trung Quốc thì liệu có tốt không? Thì những chia sẻ tham luận trong video này sẽ cùng quý anh chị và các bạn chia sẻ hơn, nhiều hơn về cái chủ đề hiện tại là nguyên khí quốc gia. Khai dân trí là điều quan trọng và hiểu khai dân trí trong thời đại mới như thế nào cho phù hợp. Xin mời quý anh chị và các bạn cùng đón xem. Trong một cái cuộc hội thảo gần đây thì tôi có được nghe một chia sẻ của một diễn giả nói rằng là Việt Nam đang là một cái đối tác, một cái đồng minh chiến lược tự nhiên của Mỹ trong giai đoạn 2019-2025. Và có thể hiểu được rằng là trong cái vị thế của Việt Nam hiện nay, cái câu chuyện mà đứng về phe nào, đứng về phía Trung Quốc hay đứng về phía Mỹ hay đứng về phía bất kỳ một quốc gia hay một tổ chức nào, thì nó đều có những cái điểm được và những điểm không được, hay còn gọi là bất lợi. Bởi vì nếu đứng về phía một quốc gia cụ thể thì những quốc gia khác sẽ bất đồng lợi ích với Việt Nam và sẽ có khuynh hướng đưa ra những cái chính sách bất lợi cho chính phủ Việt Nam, cho nhà nước Việt Nam và cho nền kinh tế Việt Nam. Hàng nghìn năm xây dựng và bảo vệ đất nước, hàng trăm năm có rất nhiều những cái chính sách, những cái chiến lược đã được đặt ra cho một cái quốc gia như Việt Nam. Sau hòa bình lập lại thì là một quốc gia nghèo nàn và lạc hậu, có thể nói là yếu cả về nhân lực cũng như là yếu cả về của cải. Và cái chiến lược của chúng ta được sử dụng trong suốt cả chiều dài lịch sử kể từ khi hòa bình lập lại tới nay, từ năm 1975 tới nay, vẫn là một cái chiến lược xuyên suốt là làm bạn, làm đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia trên thế giới, tức là welcome tất cả các quốc gia trên thế giới, luôn luôn đứng ở vai trò đối tác, vừa hòa nhập với thế giới nhưng không hòa tan mình vào bất kỳ một cái trục chiến lược nào. Vậy thì nhận được một cái câu trả lời, một cái câu hỏi, một cái câu chia sẻ ở một cái góc nhìn mới, thì tại sao nó lại như vậy? Liệu rằng là chúng ta đứng thiên về một phía lợi hay hại? Thì theo chúng tôi, dưới những cái góc nhìn, góc nhận định, bài chia sẻ hôm nay sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn xoay quanh cái chủ đề hiện tại là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao. Nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Có thể nói rằng là sự trường tồn của một quốc gia nằm chính ở tài năng của mỗi người trong quốc gia đó, và nằm chính ở cái khả năng và năng lực của mỗi quốc gia. Không thể sử dụng bất kỳ một cái phương pháp nào trong việc là dựa dẫm vào các đối tác chiến lược để rồi chúng ta lấy đó làm cái nền tảng thúc đẩy và phát triển, bởi vì nó đều có những cái lợi nhưng đều đi kèm với đó là sự bất hợp lý. Thì trong cái câu chuyện là hiện tài là nguyên khí của quốc gia, ở đây thì nói đến những con người có tài, có đức trong xã hội. Nói là hiện tài là nguyên khí quốc gia chính là lời khẳng định căn nguyên cho sự lớn mạnh của một quốc gia nằm ở những người tài giỏi và nhân cách cao đẹp mà chúng ta cần phải biết và tìm và trân trọng. Vậy câu hỏi đặt ra là hiện tài ở đâu mà ra? Hiện tài có phải ở dưới cống mọc lên, tức là chui lên hay không? Hay là ở dưới đất, là kẻ
hiện tại ở kẻ nứt đất chui ra hay không? Thì thưa là nó không tự mọc ra. Muốn có hiền tài thì phải có hệ thống giáo dục tốt, phải có một cái cơ chế, một cái chính sách gọi là trợ giúp cho cái giáo dục ngày càng tốt hơn, tiến bộ hơn. Cái việc mà xưa đến nay thì chúng ta đang thấy được rằng là chính phủ ta thì cũng cải cách, đổi mới rất nhiều trong cái lĩnh vực giáo dục. Nhưng chúng ta thấy là chủ yếu thiên về cái nội dung của đổi mới cái giáo dục mà không đi song hành với nó, đó là cái đội ngũ trong cái ngành giáo dục và cái phương thức tiếp cận với giáo dục hiện đại. Thì cái giáo dục cũ của chúng ta thì nó đi thiên về cái câu chuyện là chúng ta cải cách số năm đào tạo, hoặc là cải cách về số lượng những cái tài liệu sử dụng để đào tạo, hoặc là cải cách về cái nguồn tài liệu sử dụng trong công tác giáo dục. Nhưng mà dù có nguồn tài liệu như thế nào đi chăng nữa thì cái bản chất của công tác giáo dục nó phải nằm ở người giáo dục, tức là cái người đóng vai trò là các thầy cô giáo trong hệ thống nhà trường từ tiểu học, trung học và cấp đại học. Nhưng mà có một cái gì đó nó còn đang vướng ở đây. Có thể nó vướng về cơ chế, có thể nó vướng về đồng lương, và cũng có thể là nó đang vướng ở một góc, một khía cạnh nào đó, dẫn đến cái thu nhập, thực sự cái thu nhập của ngành giáo dục Việt Nam nó không cao. Và vì nó không cao và nó chưa được cải cách một cách đúng mức, chưa được quan tâm thực sự là nâng hẳn cái đồng lương cho ngành giáo dục lên cao hơn so với các cái lĩnh vực khác. Không phải vì lý do gì mà tự nhiên người Hàn Quốc sao chép toàn bộ cái quy trình giáo dục của Nhật Bản về và cải biến thành cái hệ thống giáo dục của mình để đi nhanh hơn. Và trên TV của Hàn trong giai đoạn trước thì luôn luôn phát đi cái thông điệp là đất nước nghèo tài nguyên để vươn lên sánh vai với thế giới, không có cách nào khác là việc học tập. Thì ngay từ cái thời mà Quang Trung Nguyễn Huệ cũng đã từng nói rằng là dựng nước thì lấy việc học làm đầu, muốn thịnh trị thì lấy nhân tài làm gốc. Và tôi nghe nói đâu đó ở một cái câu nói mà không nhớ là của ai, là có câu nói tức là câu nói mà tôi muốn được nhắc tới với anh chị và các bạn, đó là khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Câu nói của Phan Chu Trinh lý giải vì sao tuổi đời không cao nhưng các sĩ phu thời bấy giờ đã gọi ông là cụ Phan một cách kính trọng. Câu nói này thì nó nói lên điều gì? Tức là cái điều đầu tiên mà một quốc gia cần làm đó chính là khai dân trí. Việc mà chúng tôi đang làm, đang chia sẻ với quý anh chị và các bạn cũng hàm nghĩa cái câu chuyện này. Sau đó thì mới đến câu chuyện là chấn dân khí, còn câu chuyện hậu dân sinh thì sau này mới cần thiết. Việc mà dân trí còn chưa cao, nó sẽ dẫn đến cái câu chuyện đó là không tạo ra được những cái hiền tài trong đất nước, và cũng sẽ từ đó không tạo ra được cái nguồn lực cho một cái đất nước để mà có thể gọi là bước lên với các nước trên thế giới. Phần lớn nhiều người thì trong cái điều kiện hiện nay thì vẫn thường hay có một cái suy nghĩ theo hướng tức là cách tốt nhất thì nên dựa vào một cái thế lực nào đó, hay là có thể là chúng ta đứng làm đồng minh của một cái nước nào đó, hoặc là đứng về thẳng về phía Trung Quốc, hoặc là đứng thẳng về phía Mỹ, hoặc là đứng hẳn về một phía để chúng ta có thể nhận được những cái sự hỗ trợ, những cái sự giúp đỡ và của cái đế quốc mà chúng ta muốn dựa dẫm vào. Thực tế cho thấy là tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình, không thể dựa vào các cái thế lực bên ngoài được. Lý do là bởi vì
bất kỳ một quốc gia nào mà trong cái thời đại hiện nay, đặc biệt là cái thời đại mà cái câu chuyện là phần lớn là cái chủ nghĩa dân tộc đang đẩy lên một cái cao trào mới, các nước đều muốn bảo đảm và cái quyền lợi riêng của quốc gia mình, giữ vững những cái quyền lợi và đẩy đi những cái trách nhiệm mà phải gắn bó. Ngay cả như Mỹ cũng đang đòi nhiều tiền hơn cho việc bảo hộ Nhật Bản trong lĩnh vực quân sự. Hàn Quốc cũng vậy, cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều cần phải trả tiền cho việc mà binh lính Mỹ đóng quân và giữ gìn cái an ninh cho hai quốc gia này. Rồi một cái câu chuyện mà chúng tôi kể với anh chị và các bạn về cái bãi cạn của Indonesia thì phải. Indonesia, đúng rồi, Indonesia. Thì thưa với anh chị và các bạn thì cũng là một đồng minh chiến lược của Mỹ, nhưng mà bãi cạn thì mất vào tay của người Trung Quốc. Thì đúng nhờ anh chị và các bạn đúng không? Bãi cạn của Indo đúng không? Chúng tôi nhớ không nhầm là bãi cạn của Indo đúng không? Bãi cạn của Indonesia đúng không anh chị và các bạn? Đúng là như vậy. Có một cái thời kỳ mà cái bãi cạn nó bị một cái câu chuyện, đó là số tàu của Trung Quốc thì bao vây và tàu hàng hải của Mỹ thì đứng gần đó. Nhưng mà vì cái câu chuyện là ỷ y vào cái gọi là cái đồng minh chiến lược thì Indo họ đã đưa tàu quân sự ra bãi cạn. Và chỉ chờ có như vậy thì người Trung Quốc ngay lập tức ập rất nhiều các tàu quân sự của mình vào cái bãi cạn và đã xua đuổi những cái tàu thuyền và cư dân của người Indonesia ra khỏi khu vực và chiếm lấy. Tàu hàng hải của Mỹ thì chỉ đứng nhìn và gần như là không can thiệp. Thì lịch sử đã chứng minh rất nhiều những cái sự vụ nó như vậy trên thế giới. Mặc dù là khi mà mọi chuyện êm thấm thì là chén chú chén anh, đồng minh chiến lược. Nhưng khi mà ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia thì các quốc gia trên thế giới họ cũng cân nhắc rất kỹ lưỡng trong cái câu chuyện có can thiệp hoặc là có giúp đỡ hoặc là có cái sự hỗ trợ hay không. Do đó thì không phải tự nhiên mà Việt Nam, một cái đất nước nghèo, được gọi là những nước nghèo mà bị tàn phá sau chiến tranh, có những cái mâu thuẫn về mặt chính trị cũng như là cái thể chế của chúng ta đi theo cái con đường xã hội chủ nghĩa, thì rõ ràng chúng ta có rất nhiều những mâu thuẫn ở phía người anh em láng giềng, là núi liền núi, sông liền sông, chung một biển Đông, tức là Trung Quốc, làm bạn, làm đối tác tin cậy của Trung Quốc. Nhưng chúng ta cũng vẫn phải luôn đề phòng, bởi vì trong cái lịch sử dân tộc ta thì nghìn năm Bắc thuộc, thì người Trung Quốc chưa bao giờ thôi cái câu chuyện đó là nuốt lại chúng ta hoặc là muốn đô hộ lại chúng ta. Thực tế mà nói thì chúng ta có thể nói chuyện trên các cái diễn đàn, trên mạng, không gian mạng, hoặc là có thể trên các báo đài thông tin, thì không dám hoặc là không muốn đưa nhiều các cái thông tin liên quan đến cái câu chuyện là chúng ta, ngoài cái là cái người anh em tốt, láng giềng tốt, thì chúng ta cũng luôn luôn gọi là đề phòng Trung Quốc ở một mức độ nào đó, cả về thương mại, cả về quân sự, cũng như là cả về cái tư duy chiến lược. Và như vậy thì chúng ta cũng không thể, mặc dù hòa nhập với người anh em láng giềng, nhưng chúng ta chưa bao giờ có ý định muốn hòa tan với người anh em láng giềng. Còn về các cái trục khác, liên minh chiến lược khác liên quan tới Mỹ hoặc là một số đồng minh của châu Âu, thì Việt Nam chúng ta cũng có thể một cái nhận định mà của một diễn giả nào đó nói rằng chúng ta đang là cái gọi là đồng minh chiến lược tự nhiên. Dùng cái từ tự nhiên tức là chúng ta không có ý định là xây dựng cái chiến lược vững bền, nhưng mà tự nhiên được nó ra vậy, và nó thiên về cái khía cạnh gọi là kinh tế nhiều hơn. Chúng ta vì kinh tế nên chúng ta có phần nào đó thì lờ đi những cái thứ khác để có thể xác lập một cái liên minh mềm, nó gọi là liên minh tự nhiên theo cái quy luật với Mỹ chẳng hạn. Thì điều đó cũng không phải là điều xấu, bởi vì chúng ta sẽ được ưu tiên nhiều hơn trong những cái chuỗi cung ứng toàn cầu, có thể sẽ được người Mỹ ưu tiên hơn trong cái việc là tạm thời là không đưa chúng ta vào cái quốc gia thao túng tiền tệ, cũng như là không áp thuế cục bộ lên một số cái hàng hóa của chúng ta, vấn đề trừ cửa để chúng ta là một cái địa điểm thay thế cái hàng hóa đang thiếu hụt
từ phía nhập khẩu từ phía Trung Quốc thì có thể thay thế bằng việc nhập khẩu từ Việt Nam. Và đây cũng là cái điều mà đáng quan tâm, bởi vì chúng ta phải phân định rạch ròi về câu chuyện là hàng hóa của chúng ta sản xuất ra để có lợi cho người nông dân, có lợi cho các cái nhà sản xuất trong nước, có lợi cho doanh nghiệp Việt Nam, chứ đừng là chúng ta tận dụng cái tình hình như vậy để gọi là lừa dối nhập hàng hóa của Trung Quốc về, sau đó thì tạm nhập tái xuất thì sẽ dễ dàng bị Mỹ nó đưa vào những cái danh sách đen hoặc là nâng thuế một cách cục bộ ở một số hàng hóa. Và tự nhiên thì cái liên minh chiến lược tự nhiên của chúng ta bị bẻ gãy. Và cũng cái câu chuyện mà dựa vào sức mình để vươn lên thì không có cách nào khác, chúng ta phải thúc đẩy cái câu chuyện là nâng cao cái dân trí cũng như là chấn dân khí. Và đặc biệt nữa là chúng ta cần phải quan tâm hơn hết trong cái câu chuyện là hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Và ở đây thì hiểu theo ý khác thì chúng ta phải nên hiểu rằng nó là những doanh nghiệp mạnh của Việt Nam là nguyên khí, là cái động lực, chủ lực cho phát triển kinh tế Việt Nam trong cái giai đoạn 2020-2030, tức là 10 năm tới. Thì cái việc mà quan tâm đến những cái doanh nghiệp Việt Nam, đến những cái doanh nghiệp hiện nay đang là đầu tàu của kinh tế và có những cái chính sách gọi là ưu đãi, hoặc có thể nói cách khác là bảo hộ, hoặc là tạo cái điều kiện để những cái doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, hoặc là những cái doanh nghiệp mà đang có những cái tiềm lực phát triển mạnh, có khả năng vươn tầm quốc tế cũng như là chiếm lĩnh cái thị phần ở trong nước. Thay vì chúng ta chỉ nghĩ tới cái câu chuyện là ký những cái hiệp định thương mại từ APTA, WTO, hiệp định thương mại song phương, đa phương, và ngay cả cái câu chuyện tận dụng cái lợi thế trong cái cuộc chiến tranh thương mại để chúng ta có thể xuất hàng, nhập hàng, thì chúng ta cũng đừng quên rằng là cái câu chuyện này nó chỉ có cái lợi ích ngắn hạn và mang tính chất chộp giật. Điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm đó là những cái thiệt hại có thể khi mà chúng ta quá dễ dãi trong cái câu chuyện đó là nhập hàng hóa một cách gọi là vô tội vạ của thế giới, và đặc biệt là hàng hóa của Trung Quốc trong cái lúc mà cái hàng hóa dư thừa không xuất đi được Mỹ, hay dẫn đến cái sức ép rất là mạnh cho những cái doanh nghiệp trong nước và đang sản xuất, đang kinh doanh trong các cái lĩnh vực mà tương đồng hoặc là lâu đến nay có cái sức cạnh tranh trực tiếp với các cái doanh nghiệp về nông nghiệp, về cái hàng hóa nguyên vật liệu phụ trợ hoặc là những cái hàng hóa cơ bản. Các cái doanh nghiệp sản xuất tiêu dùng của Việt Nam cũng bị cạnh tranh khốc liệt. Và cái nghị quyết của Bộ Chính trị về cái câu chuyện là thanh lọc cái nguồn vốn FDI cũng nằm trong một trong những cái chiến lược này. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một cái rào cản đủ mạnh để mà ngăn chặn những cái dòng hàng hóa này có thể xâm nhập vào thị trường Việt Nam mà gây ảnh hưởng tới cái nguyên khí quốc gia của chúng ta. Đó chính là các cái doanh nghiệp trong nước. Chúng ta cần phải nâng cao, đề cao hơn nữa cái tinh thần dân tộc và bảo hộ, hoặc là dùng những cái biện pháp gọi là giãn thuế, giảm thuế, hoặc là hỗ trợ về mặt lãi suất để các doanh nghiệp trong nước có sức mạnh cạnh tranh với hàng hóa, đặc biệt phải lưu tâm là hàng hóa của Trung Quốc trong thời gian sắp tới. Điểm nữa là chúng ta cũng phải lưu tâm một điều rằng là không thể gọi là sàn sàn một lứa, cá mè một lứa, mà cũng phải cần lưu tâm rằng là trong cái điều kiện hiện nay thì cái sự cạnh tranh là cực kỳ khốc liệt, và đặc biệt là cái việc cạnh tranh với những cái tập đoàn kinh tế rất là mạnh và hùng hậu của thế giới, những tập đoàn đa quốc gia. Lấy ví dụ như là cái câu chuyện, ví dụ như Facebook, ví dụ như là Google, ví dụ như là Amazon, rồi những cái trang thương mại điện tử, ví dụ như là Agoda, rồi Booking, rồi Lazada, tức là rất nhiều những cái doanh nghiệp nước ngoài, tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng mà tôi biết được rằng là chúng ta không muốn gọi là hội nhập thì thế giới cũng đến trước cửa nhà ta. Tức là các doanh nghiệp nước ngoài, chúng ta không muốn bơi ra biển lớn thì tàu thuyền quốc tế cũng chạy ngay tới cửa nhà mình. Do đó thì áp lực cạnh tranh là cực lớn và siêu lớn. Thì chúng ta cần phải có một cái tư duy, tức là bỏ đi cái tư duy gọi là làm chủ nhỏ lẻ, mà tập trung cái nguồn nhân lực, tập trung cái vật tài, vật lực, sức lao động cũng như là cái sự tài giỏi của người Việt vào những cái tập đoàn kinh tế mạnh.
kể cả những tập đoàn kinh tế nhà nước, ví dụ như là tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, hoặc là tập trung vào các tập đoàn kinh tế tư nhân, ví dụ như là Vingroup, ví dụ như là những cái doanh nghiệp mà hiện nay đang có cái gọi là cái chỗ đứng, những cái tiếng vang lớn không chỉ trong nước mà có thể đang thâm nhập vào các thị trường quốc tế. Nhờ đó thì chúng ta phải ưu tiên cho những doanh nghiệp này thì cái sức cạnh tranh nó mới tốt hơn được. Và bên thế nữa thì một số các doanh nghiệp của chúng ta đã có tiếng tăm thì chúng ta hạn chế với cái câu chuyện đó, là để cho các doanh nghiệp nước ngoài gọi là đút một cái chân của mình sang để thâu tóm. Có những doanh nghiệp thì họ thâu tóm để phát triển, để thúc đẩy. Nhưng có những cái doanh nghiệp rất có thể họ thâu tóm để xóa sổ, để giảm thiểu cái cạnh tranh trong khu vực và trên trường quốc tế. Một điểm nữa mà cũng cần lưu tâm đó là chúng ta phải thay đổi về cách nhìn về nguyên khí quốc gia, về nhân tài vật lực ở cái khía cạnh, tức là tinh thần dân tộc, chủ nghĩa bảo hộ dân tộc trên thế giới được đẩy lên cao, thì không có nghĩa là chúng ta không đẩy cao cái tinh thần dân tộc cả về lĩnh vực quân sự, bảo vệ an ninh quốc phòng, cũng như là bảo vệ cái không gian trên mạng, hoặc là bảo vệ cái không gian an ninh kinh tế. Bởi vì trong chúng ta phải hiểu được rằng là bây giờ thì không có cái cuộc chiến giành đất, giành sông, giành núi, giành biển như ngày xưa, bởi vì là vũ khí và các cái khí tài hiện đại của thế giới thì hoàn toàn trong vòng có vài ba giây có thể hủy cả cái trái đất này. Hoặc là những cái cuộc va chạm về chiến tranh như những chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai là khó có thể xảy ra, bởi vì bây giờ thì hạt nhân đã bao trùm ở nhiều các quốc gia lớn trên thế giới, nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy khôn lường, có thể phá tan cả quả địa cầu, thì sẽ không có chuyện đó. Nhưng có một điều mà chúng ta cần phải lưu tâm, đó là theo một cái lời dẫn của một lãnh đạo bên tập đoàn Viettel thì nói rằng, hoặc là một số nơi tôi cũng đã thu thập thông tin và có nghe ngóng, thì nói rằng là nơi nào mà có doanh nghiệp Việt Nam đặt chân tới thì nơi đó là lãnh thổ của Việt Nam. Nơi nào mà có con người, mà có sự phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam thì nơi đó chính là lãnh thổ của Việt Nam. Và chúng ta không thể phủ nhận rằng là người Thái đang làm rất tốt cái câu chuyện này. Họ, mặc dù chúng ta có một cái sự ưu ái nhất định so với Thái Lan, so với Trung Quốc, nên là chúng ta rất dễ cho các cái doanh nghiệp của Thái Lan vào Việt Nam mua bán và thâu tóm các doanh nghiệp trong nước, cũng như là nắm một cái tỷ lệ chi phối ở những cái doanh nghiệp mà gọi là mạnh và đóng vai trò then chốt của nền kinh tế xã hội. Thì chúng ta vì thiếu tiền, chúng ta vì là cái nợ công, hoặc là chúng ta vì rất nhiều những cái vấn đề trong cái hoạch định phát triển chiến lược kinh tế liên quan đến thị trường tài chính, liên quan tới thu chi ngân sách, hoặc là liên quan đến rất nhiều những vấn đề khác mà chúng ta không khó để có thể có đủ dữ liệu để định lượng. Nhưng chúng ta cũng có thể ngầm hiểu rằng là rất nhiều doanh nghiệp, những đứa con tinh thần của kinh tế Việt Nam thì đang được bán đi, và có thể là bán rẻ, có thể là bán đắt. Chúng tôi không bàn về giá bán, nhưng chúng ta đang quá dễ dãi trong cái câu chuyện này. Chúng tôi được biết rằng theo cái nguồn tin trên thế giới thì rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, thậm chí có những doanh nghiệp Trung Quốc còn dám đề xuất là mua lại cả tháp Eiffel của Pháp, hoặc là mua cả một cái quận của Mỹ để phát triển, nhưng mà đều không nhận được cái sự đồng tình và không nhận được cái sự gọi là đồng ý của các quốc gia, bởi vì nó xâm phạm đến chủ quyền. Hoặc là những cái đơn vị, những doanh nghiệp Trung Quốc nó có quá nhiều tiền muốn đi chiếm, tức là mua cổ phần, gọi là chiếm những cái doanh nghiệp lớn trên thế giới thì đều vi phạm, tức là người Mỹ, đặc biệt là người Mỹ thì đưa vào cái câu chuyện là vi phạm liên quan đến cái gọi là thâu tóm những cái doanh nghiệp ảnh hưởng đến cái kinh tế của Mỹ. Thì tại sao các quốc gia lớn trên thế giới họ làm điều đó, họ ngăn chặn những cái vụ thâu tóm mang tính chất chiến lược, Việt Nam thì lại không? Thì chúng ta vẫn đẻ ra một cái chuyện, đó là vì chúng ta nghèo nên chúng ta phải chấp nhận cái câu chuyện đó là phải làm như vậy để có tiền. Đó cũng là điều đúng, nhưng cũng đôi khi nó cũng không đúng. Nó không đúng là bởi vì là với một cái góc nhìn khác thì trong cái câu chuyện là ở cái khía cạnh quản lý thì chúng tôi có vài cái tham vấn. Bởi vì gần đây thì chính phủ có đưa ra là doanh nghiệp và những cái nhân tài, hoặc là một số cái tổ chức cá nhân thì đóng góp cho cái chuyện xây dựng đất nước, đóng góp các cái chiến lược xây dựng đất nước, thì trong đó thì chúng ta cũng nên lưu tâm một điều rằng là trong cái cơ chế, cái hệ thống quản lý của một số cái quốc gia trên thế giới thì nó đóng vai trò, đúng vai trò quản lý, tức là
đơn vị giám sát và không can thiệp vào cái hoạt động kinh tế, đặc biệt là sử dụng những cái chính sách liên quan tới cái hành chính, hoặc là những cái văn bản, những cái hướng dẫn, hoặc là những cái thứ mà nó tác động tới cái sự phát triển thiếu bền vững của các doanh nghiệp trong nước. Và hơn thế nữa thì chúng ta cũng định hướng rằng là 2020-2030 là lấy kinh tế tư nhân làm nòng cốt, thì chúng ta cứ để cho tư nhân họ làm, chúng ta đóng vai trò là giám sát. Thì khi chúng ta đóng vai trò là đơn vị giám sát thì chúng ta chỉ cần sử dụng một cái chế tài thật mạnh với những cái đơn vị làm sai. Chúng ta phạt gấp 5-10 lần so với cái mức lợi nhuận mà họ làm ra nhờ vào cái câu chuyện làm sai. Thì từ đó thì rõ ràng nó sẽ nắn dòng lại những cái câu chuyện làm sai của các doanh nghiệp, và họ chả có lý do gì để làm sai mà trong khi để có lợi nhuận, mà sau khi có lợi nhuận mà nếu bị phát hiện thanh kiểm tra mà đưa ra công khai thì họ bị phạt gấp nhiều lần, thì họ chả bao giờ làm sai nữa. Điểm mấu chốt nữa đó là chúng ta cũng cân nhắc trong cái câu chuyện đó là thúc đẩy phát triển các cái dự án mới, thà không làm. Ở đóng vai trò đúng ở vai trò quản lý, theo chúng tôi thì chúng ta chỉ cần quản và giám sát, cần thúc đẩy việc làm thì để tư nhân, giao cho tư nhân họ làm và tạo những cái điều kiện thuận lợi cho tư nhân họ làm, thì nó sẽ có cái góc độ nào đó chúng ta sẽ giám sát, đóng vai trò đúng ở cái vai trò là làm giỏi công tác giám sát hơn là chúng ta thúc đẩy và tự làm. Chúng ta làm thường thì không phải là câu chuyện xét lại, nhưng mà rõ ràng trong cái giai đoạn 10 năm về trước thì chúng ta đã có rất nhiều các cái dự án làm sai, và rất nhiều những dự án đã đi vào cái giai đoạn đó là làm thất thoát cái tài nguyên của quốc gia, cũng như thất thoát cái nguồn ngân sách rất là lớn ở rất rất nhiều cái dự án. Và từ đó thì nó mới xây dựng nên cái gọi là cái người đốt lò, người đốt lò vĩ đại mà anh chị và các bạn vẫn nghe. Ở đây là rất nhiều những cái chỗ, những nơi làm sai và dẫn đến câu chuyện là bị ảnh hưởng và bị khởi tố. Đó là những cái chuyện mà chúng tôi chia sẻ trong buổi hôm nay, nhân tiện có cái câu chuyện đó là một cái chia sẻ khá là hay và thú vị của một diễn giả trong một cái hội thảo, nói rằng là chúng ta Việt Nam đang là một cái đối tác gọi là đối tác chiến lược tự nhiên đối với Mỹ. Thì chúng tôi có thêm một vài cái tham luận như vậy để anh chị và các bạn có thêm những góc nhìn. Hy vọng rằng là những cái tham luận này nó còn chưa logic lắm, nhưng mà nó đem lại những cái góc nhìn cho những bạn trẻ, cho những anh chị em và các bạn đang có những cái hoài bão, cái mong muốn xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh và hùng cường trong thời gian sắp tới. Hãy ủng hộ chúng tôi và lan tỏa video này. Mong rằng là những chia sẻ của chúng tôi sẽ thúc đẩy những người giỏi hơn chúng tôi tiếp tục chia sẻ cùng đồng hành với nhóm Thắng ơi, và tiếp tục chia sẻ nhiều hơn, giúp ích cho cộng đồng, giúp ích cho xã hội. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.